Chèn ép tim hay tamponade tim tiếng Anh là cardiac tamponade. Ở đây tamponade là chèn ép, đề cập đến áp lực cản trở lưu lượng máu, và cardiac là liên quan đến tim. Vì vậy, chèn ép tim là khi có một sự tích tụ của chất dịch tại túi ngoại tâm mạc hay màng ngoài của tim, pericardium, và chất dịch đó gây áp lực lên mặt ngoài của trái tim. Kết quả là tim không thể bơm bình thường và lưu lượng máu bị cản trở. Thông thường, trái tim nằm bên trong túi ngoại tâm mạc, đó là một túi hoặc khoang gồm hai lớp. Lớp ngoài là lớp màng ngoại tâm mạc sơ, fibrous pericardium, và nó giúp giữ cho trái tim tại một nơi trong khoang ngực. Lớp bên trong của túi là túi tương ngoại tâm mạc serous pericardium, có khoang ngoại tâm mạc chứa một lượng chất dịch nhỏ cho phép tim di rời một chút trong mỗi nhịp tim. Các tế bào của túi tương ngoại tâm mạc serous pericardium tiết ra và sau đó hấp thu bớt chất dịch, do đó thường có không quá 50ml chất dịch trong khoang ngoại tâm mạc ở bất cứ thời điểm nào. Đó là khoảng một cốc rượu con. Sự tràn dịch ngoại tâm mạc là khi chất dịch bắt đầu dỉ thêm vào và ứ động tại khoang ngoại tâm mạc, và nó có thể tiến triển trở thành cơn chèn ép tim, cardiac tamponade, phụ thuộc vào chất dịch tích lũy là bao nhiêu và nhanh chóng như thế nào. Một sự tích tụ nhanh chóng chất dịch có thể xảy ra do hậu quả của chấn thương ngực. Ví dụ, một vết thương có thể đâm thủng một mạch máu và rót dịch vào khoang ngoại tâm mạc. Ngay cả chấn thương do đập mạnh như khi tay lái ô tô đẩy vào ngực trong một tai nạn xe hơi có thể dẫn đến chèn ép, bởi vì lực đập làm vỡ rất nhiều mạch máu nhỏ. Cơn chèn ép tim có thể xảy ra vài ngày sau khi bị nhồi máu cơ tim, myocardial infarction, bởi vì thành tâm thất bị suy yếu và tế bào chết vỡ ra khi tâm thất phải hứng chịu áp lực cao. Một nguyên nhân hiếm gặp hơn là do phẫu thuật tim. Lúc này, một lần nữa, một cơ suy yếu có thể vỡ ra và gây ra cơn chèn ép tim vài ngày sau khi phẫu thuật. Và một nguyên nhân khác nữa là chứng phình tắc động mạch chủ, aortic dissection. Đó là khi máu đọng trên thành mạch thực của động mạch chủ. Nếu phình tắc động mạch chủ vỡ và vết nứt thông qua lớp ngoại tâm mạc sơ, máu có thể đổ ngay vào trong khoang ngoại tâm mạc, dẫn đến chèn ép tim. Trong những tình huống xảy ra nhanh chóng này, thậm chí dù một lượng nhỏ khoảng 150ml có thể dẫn đến chèn ép tim, vì lớp ngoại tâm mạc không đủ thời gian để giãn ra, để chứa đựng thêm khoảng dịch dư thừa này. Các nguyên nhân khác thường phải mất một thời gian dài để gây cơn chèn ép tim, và những trường hợp này là do dịch chảy từ túi ngoại tâm mạc bị viêm kinh niên mà không thể tái hấp thu dịch sau khi nó được tiết ra. Những trường hợp này bao gồm ung thư đã lan tới túi ngoại tâm mạc, thường là từ phổi và vú. Một nguyên nhân khác là viêm ngoại tâm mạc do ure trong máu cao, uremic pericarditis. Khi nồng độ ure tăng cao trong máu, đó là một sản phẩm chất thải nitrogen. Thông thường, sự tăng cao này là do vấn đề ở thận. Mức ure tăng cao gây kích thích phản ứng lên lớp túi tương ngoại tâm mạc. Hiếm gặp hơn nữa là khi chèn ép tim xảy ra do suy tuyến giáp, hypothyroidism, hoặc là do bệnh viêm mô liên kết mãn tính. Trong những tình huống này, khi dịch tích tụ từ từ, túi ngoại tâm mạc có thể giữ đến 1,5 lít chất dịch trước khi chèn ép bộc phát. Vì vậy, chèn ép tim có nghĩa là khi chất dịch gây áp lực lên tim, ép nó không thể phình ra hoặc thư giãn giữa những chu kỳ tim co thắt. Điều này có nghĩa rằng các buồng tim không thể được rót đầy đủ máu, gây giảm cung lượng tim hoặc một số lượng máu ít hơn được bơm ra ở mỗi nhịp tim. Như thế, dẫn đến huyết áp thấp, hypotension. Lượng máu ít rời khỏi tim cũng có nghĩa là máu đến các cơ quan và các mô, ngay cả đến tim sẽ giảm. Tim cố gắng bù đắp cho lượng máu cung thấp bằng cách đập nhanh hơn. Khi một người bị mắc bệnh chèn ép tim hít vào, huyết áp tâm thu đôi khi tụt xuống. Thông thường, hít vào tạo ra một chút áp suất âm, negative pressure, kéo máu vào trong tim, trong khoảnh khắc làm tăng máu trở về tim từ tĩnh mạch.
Khi điều này xảy ra, lượng máu tim bên phải tăng lên và tâm thất phải phồng ra, chèn vào không gian ngoại tâm mạc một chút. Do vậy, không ảnh hưởng đến thể tích máu ở tim bên trái. Khi mắc bệnh chèn ép tim, lúc hít vào, tâm thất phải không thể di chuyển chèn vào không gian ngoại tâm mạc được. Do đó, khối lượng máu thêm vào này gây sức ép vào vách liên nhĩ interventricular septum đi về phía bên trái. Điều này dẫn đến việc giảm thể tích máu tâm trương của tâm thất trái ventricular diastolic volume. Một lượng máu nhịp tim stroke volume cũng giảm, làm tụt huyết áp tâm thu systolic blood pressure khi hít vào. Nếu mức giảm huyết áp tâm thu lớn hơn 10mm thủy ngân thì được gọi là cơn giảm áp bất thường pulsus paradoxus, và đó là một dấu hiệu điển hình của bệnh chèn ép tim. Khi bị chèn ép tim cũng có rắc rối trong buồng tim phía trên. Tâm nhĩ không thể trương ra đủ để chứa lượng máu trở về tim từ tĩnh mạch. Như thế, máu không còn nơi nào để đi nên trở ngược ứ lại tĩnh mạch. Đó là tại sao khi nhìn vào cổ của bệnh nhân, bạn sẽ thấy tĩnh mạch cảnh regular veins căng lên ở những người mắc bệnh chèn ép tim. Dấu hiệu này thực sự là một trong bộ ba các triệu chứng được gọi là bộ ba Back triad. Đó là căng phồng tĩnh mạch cổ, tĩnh mạch cảnh, hạ huyết áp và âm thanh tim thính chuẩn yếu nghe như từ xa vọng lại, distant heart acoustation. Mặc dù không phải là một phần của bộ ba, nhịp tim nhanh, tachycardia và cơn ho cũng có thể xảy ra. Những người bị chèn ép tim cũng có thể bị dyspnea. Dyspnea là ngưng thở hoặc khó thở, yếu sức và đầu óc quay cuồng. Nếu nó trở nên nghiêm trọng, cuối cùng thì tim có thể bắt đầu bị thiếu máu cục bộ hoặc có lượng máu thấp, làm nó ngưng đập. Tình trạng này đòi hỏi phải phẫu thuật, làm thoát dịch ngoại tâm mạc lập tức. Một chẩn đoán chèn ép tim thường bắt đầu bằng điện âm đồ ECG. Phát hiện điển hình bao gồm nhịp tim nhanh, phức bộ QoS có mức điện áp thấp và phức bộ QoS cũng thay đổi chuyển hướng electrical alternance. Đó là khi các phức hợp QoS có độ cao khác nhau và chuyển hướng. Siêu âm tim echocardiography có thể cho thấy các dịch ứ động ngoài màng tim cũng như trái tim trông như lắc lư bên trong khoang ngoại tâm mạc. Thông tim cardiac catheterization dùng để đo áp suất bên trong buồng tim. Trong trường hợp bị chèn ép tim, áp suất bên trong tất cả 4 ngăn là như nhau. Xử lý chèn ép tim trong bối cảnh cấp tính là dùng thủ thuật pericardiocentesis, tức là lấy kim rút dịch từ túi ngoại tâm mạc ra. Đó là khi ta dùng một cây kim đút vào túi ngoại tâm mạc để rút bớt dịch dư thừa. Sau đó, cần giải quyết nguyên nhân gây bệnh này. Thôi được, xin được tóm tắt. Chèn ép tim là khi có một tập hợp chất dịch nằm bên trong túi ngoại tâm mạc, gây áp lực lên tim, ảnh hưởng đến chức năng của tim. Nó thường mang biểu hiện thuộc bộ ba Back, đó là huyết áp thấp, tĩnh mạch cảnh phồng to và âm tim thính chuẩn nghe yếu như tiếng vọng từ xa. Xử lý chèn ép tim đòi hỏi phẫu thuật rút dịch từ túi ngoại tâm mạc ngay lập tức, cũng như giải quyết các nguyên nhân gây bệnh.